Ok, hello, xin chào tất cả các em đã xem video này và chúc anh em một buổi xem video vui vẻ. Hiện tại bây giờ là Khả đang livestream, mới bật livestream với thầy luôn. Mà cái anh này thì con ok đây, con sò, con sói ok đây. Ông biết em ông nói cái nọ Khả bữa giờ ông năn nỉ dữ quá, ông kêu bán ông 4 kim ông mang ông đánh. Thì nói thiệt thì đỡ rương làm cũng chả làm gì, nó dư quá anh em. Nên là thôi, cũng có ý thôi, bán cho ông cũng được với giá 4 kim thôi. Nói chung là bù lại với cái nọ kia của mình thu là được vài kim cũng đỡ anh em. Tại vì cái nọ kia Khải hóng hết là Khải mua cái nọ kia hết là không phải cái nọ, cái kia là Khải mua cái kiếm 6 kim. Là cái phôi thôi, là cái phôi kiếm là 6 kim. Xong rồi Khải hóng là hết 40 kim anh em. Hết 40 lần là mới được cái nọ. Đây cái nọ anh em xem đây. Thì cái nọ này Khải đang xài. Đó, nó này là Khải sẽ xài sập server luôn. Nó này đánh tông kim nha anh em. Đó, Khải đánh tông kim sập server luôn. Đó cái nọ này. Còn cái nọ kia thì dư ra thì có anh kia mua thì thôi bán ảnh tạm 4 kim cũng được anh em. Chung là lỗ thì lỗ rồi, tại vì chơi là chắc chắn phải lỗ rồi. Không có lời được, nhưng mà xác định lỗ nhưng mà vẫn thôi bán cho ảnh 4 kim cũng được anh em. Năn nỉ từ sáng đến giờ thôi. Bán cho ảnh luôn đi. Đó, bán được cái nhận 4 kim nha anh em. Rồi, ấy, ra chị kinh nghiệm ok anh. Ra chị kinh nghiệm. Cái đó giờ ra chạy kinh nghiệm, em đang chạy kinh nghiệm 1 triệu. Cái gì anh em xem video này thì đừng quên cho em một like và chia sẻ nha anh em, cho một like và chia sẻ nha. Đó, vừa bán cái nọ cũ 3947 4 kim.